Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Thế Giới Hôm Nay, nơi sẽ có nhiều thông tin thú vị được gửi đến các bạn liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Có đôi lúc, bạn vẫn thường tự hỏi về sự xuất hiện của một dấu hiệu kỳ lạ hay một khả năng bất thường nào đó trên cơ thể mình. Tại sao bạn lại có, mà người khác lại không? Chẳng hạn như bạn có thể lặng nín thở 20 phút, ngủ 4 tiếng một ngày, hoặc ăn rất nhiều nhưng chẳng bao giờ mập. Đơn giản thôi, đó là những dấu hiệu mà tổ tiên chúng ta đã để lại, hoặc cơ thể bạn đang tiến hóa đi trước so với số đông. Trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng xem thử mình đã tiến hóa được đến đâu nhé. 8 đặc điểm để biết bạn là người tiến hóa chưa? 8. Trẻ không biết mệt, sở hữu gen hiếm. Sự tiến hóa của loài người là nhằm để thích nghi được môi trường sống. Nhưng có một số trường hợp, sự tiến hóa này vượt xa sức tưởng tượng của con người và những bộ phim về siêu nhân đã nói lên điều đó. Các bạn có biết trong chúng ta, ai cũng có một gen tên là ACTN3. Các biến thể đặc biệt của nó giúp cơ thể tạo ra một protein đặc biệt, gọi là alpha-actinin-3. Protein này điều khiển các sợi cơ nhanh, khỏe và tế bào, chịu trách nhiệm cho sự co duỗi cơ tốc độ cao. Từ đó, nó giúp cho bạn chạy nhanh nhưng là không biết mệt mỏi. Bây giờ các bạn có thể thử chạy để xem mình có sở hữu gen quý hiếm này không nhé. 7. Lặng nín thở 20 phút. Những người giữ kỷ lục lặng như nước nín thở lâu nhất được Guinness công nhận là người Kastik Severinsen, người Đan Mạch với thời gian 22 phút. Hay Alex Segura, một vận động viên môn lặn tự do đã khiến toàn bộ thế giới ngỡ ngàng khi lập kỷ lục nhịn thở lên đến 24 phút 3 giây dưới nước. Bạn cũng sẽ không thể tin được những người đàn ông Bajulu ở Indonesia đang nắm giữ kỷ lục lặn sâu nhất thế giới 79m, không có công cụ hỗ trợ, trong khoảng thời gian hơn 3 phút. Còn bạn thì sao? Bạn đã lặn được bao lâu dưới nước? Nếu chỉ vài 3 giây thì chẳng sao cả, bạn cũng bình thường như những người bình thường. Còn nếu có thể nín thở từ vài phút trở lên thì chứng tỏ trong cơ thể bạn đã có sự vượt trước về tiến hóa. 6. Cơ Palmaris. Hãy quan sát mặt trong của cổ tay của bạn. Nếu thấy một bó cơ nổi lên dưới dạng một đường thẳng khi nắm chặt bàn tay lại, điều này nói lên rằng bạn vẫn chưa loại bỏ được dấu hiệu của tổ tiên mình. Đây được gọi là cơ Palmaris. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc tăng lực của tay, đặc biệt là khi leo trèo. Tuy nhiên, đại đa số con người ngày nay rất ít khi thực hiện những công việc tay chân nặng nhọc. Do đó, nhóm cơ này đang dần tiêu biến. Qua thống kê của các nhà khoa học, hiện có đến 11% dân số thế giới không còn sở hữu cơ Palmaris, và con số này chắc chắn vẫn đang tăng lên từng ngày. 5. Chỉ cần ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày bạn có ngủ đủ 8 giờ. Nếu không ngủ đủ giấc, bạn có thể làm việc tốt không? Có lẽ phần đông sẽ là không. Nhưng ngược lại, có một số người bẩm sinh có khả năng đặc biệt này. Họ được gọi là người ít ngủ. Mặc dù ngủ ít, nhưng họ vẫn tỉnh táo nhé. Nguyên nhân dẫn đến khả năng này liên quan tới một đột biến đặc biệt ở gen HDSC2. Theo nghiên cứu, khả năng ngủ ít có thể được di truyền trong gia đình. Các nhà khoa học hy vọng sẽ khai thác hết khả năng này để giúp mọi người có thể thay đổi thói quen về giấc ngủ, giúp con người làm việc nhiều hơn. 4. Người sở hữu siêu vị giác. Cùng với sự phát triển của thời đại, nhu cầu hưởng thụ cuộc sống con người cũng tăng lên. Trong đó, ăn ngon mặc đẹp là ưu tiên hàng đầu. Càng muốn ăn ngon nên một số gen trong cơ thể con người thay đổi, giúp chúng ta sở hữu siêu vị giác để cảm nhận thức ăn một cách tốt hơn. Theo tính toán, chỉ có khoảng 25% dân số trên thế giới có khả năng đặc biệt này mà thôi, phân bố chủ yếu ở châu Á, Nam Mỹ, châu Phi. Với các tài lưỡi nhiều gai hình nấm, vùng cảm nhận vị giác, đây sẽ là yếu tố khiến lưỡi có phản ứng mạnh mẽ hơn với những vị giác khác nhau như chua, mặn, ngọt và đặc biệt là vị đắng. 3. Có xương chắc khỏe như người sói Wolverine. Con người ngày nay gặp phải rất nhiều các vấn đề về xương khớp như xương giòn hay dễ gãy, mà nguyên nhân đã được các nhà khoa học tìm ra chính là do sự biến đổi gen LRP5. Đây là gen quy định mật độ khoáng của xương, có thể gây ra hiện tượng xương giòn, yếu. Tuy nhiên, cũng có một đột biến khác trên gen này cho hiệu ứng ngược lại. Những người có đột biến này có xương đặc, cực kỳ bền chắc. Và tất nhiên, số người có xương chắc khỏe như người sói Wolverine là rất hiếm. Nếu bạn thu hệ xương này, có khả năng bạn là siêu nhân đấy. 2. Ăn nhiều chả bao giờ mập lên. Trong quá trình tiến hóa của loài người, đã có rất nhiều những biến đổi mà phải nhờ đến các nhà khoa học chúng ta hiểu được vì sao bạn lại mập dù chỉ ăn rất ít, hay bạn luôn tiêu tốn một khối lượng lương thực khá khá nhưng chẳng lên được gram nào. Một nghiên cứu khoa học mới của giáo sư Sadat Faruqi đã chứng minh được rằng một số người sở hữu bộ ADN với những gen giúp họ giữ vóc dáng thon thả mặc cho bạn có ăn gì. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các bạn có thể yên tâm ăn trên phút,
thoải mái mà không sợ những hậu quả xấu đối với sức khỏe. 1. Ngủ ngon sau khi uống cà phê. Nhiều bạn sẽ không dám động đến cà phê khi chuẩn bị đi ngủ, nhưng cũng có một số người cứ vô tư nhâm nhi cà phê mọi lúc mọi nơi bởi họ có khoảng 6 gen liên quan đến quá trình chuyển hóa caffeine trong cơ thể. Với những người có đột biến gen BDNF và SLC6A4, cơ thể sẽ phân giải caffeine rất nhanh. Nếu bạn muốn duy trì tác dụng chống buồn ngủ của cà phê, bạn sẽ phải uống cà phê liên tục. Đây cũng là nguyên nhân lý giải vì sao nhiều người vẫn có thể ngủ ngon sau khi uống cà phê, trong khi số khác phải bỏ thói quen này nếu đêm muốn ngủ được. Giờ thì kiểm tra lại xem bạn đang sở hữu điểm khác biệt nào trong số 8 đặc điểm mà Thế Giới Hôm Nay vừa liệt kê. Chắc chắn là nếu có được một trong số những đặc điểm trên, bạn đã trở thành người khác biệt so với phần đông nhân loại. Vậy điểm đặc biệt của bạn là gì? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé. Và chúng ta hãy cùng thảo luận xem mình đang ở đâu trong quá trình tiến hóa của loài người. Hy vọng video hôm nay đã mang đến cho các bạn nhiều thông tin thú vị. Hãy like nếu bạn thích video và chia sẻ cho bạn bè cùng thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.